Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phúc Cường. Ý nghĩa chủ đề tuần cầu nguyện hiệp nhất năm 2019 Ban nhạc rock của các nữ tu Sievas sẽ trình diễn tại Panama. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi sử dụng ứng dụng Click to Pray. Trường Cao đẳng Hòa Bình Sơn Lộc khai giảng khóa đào tạo giáo viên mầm non. Tin Vatican, ý nghĩa chủ đề tuần cầu nguyện hiệp nhất năm 2019. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh chiều thứ sáu ngày 11 tháng 8 tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để khai mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Năm nay có chủ đề là các ngươi hãy cố gắng trở thành người công chính đích thực. Hàng năm, Đức Thánh Cha vẫn chủ sự kinh chiều bế mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma vào ngày 25 tháng 1. Lễ Thánh Phaolô trở lại, nhưng năm nay ngài bệnh viếng thăm tại Panama từ ngày 23 đến 27 tháng 1 tới đây. Nhân dịp ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 34, nên ngài chủ sự kinh chiều khai mạc Chủ đề và tài liệu giúp cử hành tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô năm 2019 do một đoàn các tín hữu Kitô ở Indonesia đảm trách. Quốc gia này có 265 triệu dân cư, trong đó 86% là tín hữu hồi giáo và 10% là tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau, trong đó có 2,9% dân số toàn quốc là tín hữu Công giáo, thuộc 27 giáo phận họp thành 10 giáo tỉnh. Ý nghĩa chủ đề năm nay được trích trong sách Đệ Nhị Luật, được chọn làm chủ đề tuần cầu nguyện hiệp nhất năm nay, phản ánh tình trạng và nhu cầu của cộng đoàn Kitô tại Indonesia. Trước khi vào đất hứa, dân Chúa đã tái cam kết trung thành với giao ước Chúa đã thiết lập với họ. Giáo hội của Chúa Kitô được mời gọi trở thành hoa quả đầu mùa của nước Thiên Chúa. Kitô hữu cần hối hận vì những bất công gây ra chia rẽ và trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta cũng tin nơi quyền năng của chú Kitô đấng tha thứ và chữa lành. Tin Panama, ban nhạc rock của các nữ tu Sievas sẽ trình diễn tại Panama. Video của các nữ tu Sievas thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube và tên của các chị xuất hiện trên áo của người hâm mộ. Sievas các ca sĩ mặc tu phục đen và lớp trắng sẽ biểu diễn trong dịp đại hội giới trẻ ở Panama. Nữ tu Yvonne, nghệ sĩ guitar 37 tuổi, một thành viên của ban nhạc cho biết, Chúng tôi là các nữ tu trẻ bao gồm các sơ đến từ Chile, Nhật Bản, Ecuador, Trung Quốc và Costa Rica. Trong khi vẫn duy trì những điều thiết yếu của đời sống thánh hiến, Chúng tôi nghĩ có nhiều cách thức loan báo tin mừng và thể hiện sức năng động của chúng tôi. Âm nhạc là một trong những cách thức đó. Ra đời cách đây 5 năm, Siervas có nghĩa là các nữ tỳ đã chơi nhạc ở hàng chục quốc gia Mỹ Latin để mang thông điệp của Chúa đến với mọi người, với các giai điệu dễ nhớ. Sơ Diana, 22 tuổi, ca sĩ người Ecuador giải thích thành công của các chị nhấn mạnh. Cách thức truyền tải âm nhạc của chúng tôi khác những gì người ta thường nghe. Các video của các nữ tu này đã thu hút được nhiều triệu lượt xem. Đầu tiên, Confia en Dios, Tin tưởng nơi Chúa. Tổng cộng 1,7 triệu lượt xem. Video thứ hai, Oides Bieto, Hôm nay tôi thức dậy. Vượt quá 2 triệu lượt xem. Sơ Yvonne, nhà soạn nhạc của nhóm cảm động khi nghĩ đến việc sẽ được gặp Đức Thánh Cha, chị chia sẻ, loại hình âm nhạc mà chúng tôi yêu thích cho thấy chúng tôi là ai. Cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa có dịp được nói chuyện với Đức Thánh Cha. Chúng tôi yêu mến Ngài. Nếu Ngài đến với chúng tôi, tôi không biết sẽ nói gì với Ngài. Có lẽ tôi sẽ ngất xỉu. Các nữ tu của ban nhạc Cievas thuộc họ dòng các nữ tỳ kế hoạch Thiên Chúa do Luis Fernando Figari thành lập tại Peru vào năm 1998. <laughs> Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi sử dụng ứng dụng Click to Pray. Với một cái click, Đức Thánh Cha Francisco đã kích hoạt tài khoản của mình trên nền tảng kết nối Click to Pray, một ứng dụng cầu nguyện trước ngày Đại hội Giới Trẻ Panama năm 2019. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật ngày 20 tháng 1 tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Giáo Hoàng Francisco đã cho các tín hữu biết trang cá nhân của Ngài trên nền tảng ứng dụng Click to Pray, ứng dụng chính thức của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng, bao gồm phần dành cho giới trẻ là phong trào Thiếu nhi Thánh thể. Click to Pray là một nền tảng kết nối mời gọi mọi người nam nữ trên khắp thế giới đồng hành với Đức Giáo hoàng trong sứ vụ từ bi cảm thông với thế giới. Click to Pray là một trang web và một ứng dụng cho thiết bị di động, sử dụng được cả trên hệ điều hành Android và iOS. Với các mạng lưới xã hội của nó bằng 6 ngôn ngữ: Tây Ban Nha, Anh, Ý, Pháp, Bồ Đào Nha và Đức. Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã mời các tín hữu tại ứng dụng Click to Pray, ngài nói: "Trong tuần này, sứ điệp ngày thế giới về truyền thông xã hội sẽ được công bố. Sứ điệp năm nay cũng chứa một suy tư về cộng đồng mạng và cộng đồng nhân loại. Internet và truyền thông xã hội là một nguồn tài nguyên của thời đại chúng ta." Một cơ hội để liên lạc với người khác, để chia sẻ các giá trị và dự án và để bày tỏ mong muốn tạo thành cộng đồng. Mạng internet cũng có thể giúp chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, hãy tải ứng dụng Click to Pray, tiếp tục cầu nguyện và cùng với Ngài đọc kinh Mân Côi cho hòa bình, đặc biệt là trong kỳ Đại hội giới trẻ tại Panama. <laughs> tin giáo phận Sơn Lộc, trường cao đẳng Hòa Bình Sơn Lộc khai giảng khóa đào tạo giáo viên mầm non. Sáng thứ tư ngày 16 tháng 1 năm 2019, trong hội trường của trường cao đẳng Hòa Bình Sơn Lộc, trực thuộc tòa giáo mục đã diễn ra lễ khai giảng khóa đào tạo cử nhân mầm non cho các tân sinh viên theo học niên khóa 2018-2022. Đây là khóa đầu tiên đào tạo ngành mầm non, văn bằng, bằng cử nhân hệ vừa làm vừa học. Có thể nói được rằng, đây là bước đầu thành công của trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc trong tiến trình liên kết đào tạo với trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo giáo viên mầm non bậc đại học cũng như hứa hẹn nhiều ngành sư phạm khác nữa cũng sẽ được tổ chức trong tương lai. Vì thế, khác với những chương trình khai giảng mà trường vẫn tổ chức, lễ khai giảng khóa đào tạo giáo viên sư phạm mầm non bậc đại học này có dấu ấn đặc biệt khác. Tham dự buổi khai giảng có sự hiện diện khá đầy đủ của hai trường liên kết phía trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh có sự hiện diện của Thạc sĩ Lê Hùng Cường, Phó trưởng phòng đào tạo, Tiến sĩ Dương Minh Thành, trưởng khoa giáo dục tiểu học, Thạc sĩ Đinh Tiến Toàn, chuyên viên khoa giáo dục tiểu học, Thạc sĩ Triệu Tấn Đạt, Phó trưởng khoa giáo dục mầm non và một vài vị đại diện ban ngành khác của trường đại học. Phía trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc là sự hiện diện của cha Du Xe Nguyễn Văn Uy, hiệu trưởng trường cao đẳng, tiến sĩ Phaero Trịnh Thanh Toản, phó hiệu trưởng, quý thầy cô phòng đào tạo, các khoa cũng như quý cha quý dì quản sinh. Đặc biệt, trong lễ khai giảng này, ngoài quý nữ tu là các sinh viên sẽ theo học tham dự, còn có sự hiện diện của quý bề trên hoặc đại diện bề trên các hội dòng có các chị em trong dòng sẽ là sinh viên của khóa đào tạo giáo viên mầm non đầu tiên của trường. Điều này nói lên sự quan tâm và tính hiệp thông của các hội dòng với việc giáo dục, đào tạo, của trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. Trong phần phát biểu, cha hiệu trưởng đã có lời cảm ơn với ban lãnh đạo trường đại học sư phạm, cũng như quý giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ trong các ban của trường đại học đã nhiệt tình hỗ trợ để việc liên kết đào tạo được thành công. Nhờ đó, trường cao đẳng và đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh cùng nhau xây dựng và đào tạo được những giáo viên mầm non, có tâm và có tầm. Đáp lời, thạc sĩ Lê Hùng Cường, Phó trưởng phòng đào tạo của Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bày tỏ niềm vui liên kết với trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. Trước khi kết thúc chương trình khai giảng, một tân sinh viên đã đại diện để nói lên cảm tưởng và lời cảm ơn đến quý cha, quý giáo sư, quý thầy cô trong các ban ngành của hai trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. <laughs> Một điểm tin giáo hội hoàng vũ của trang thông tin giáo phận phú cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau